chương trình 24 giờ chuyển động. Lê Nguyên và Kiều Tiên mến chào quý thính giả đang đến với chương trình 24 giờ chuyển động. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày trên sóng FM tần số 103,1 MHz và trên nền tảng YouTube Tây Ninh TV Audio của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, như vậy là đúng như dự đoán, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu chiều ngày 11 tháng 3 vừa qua, giá xăng đã tăng lên gần 30.000 đồng một lít, mức cao nhất từ trước đến nay. Và đây là lần tăng thứ bảy liên tiếp của giá xăng trong nước từ giữa tháng 12 năm 2021 đến thời điểm hiện tại. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi giá xăng tăng lần thứ bảy liên tiếp đến một mức chưa từng có trong lịch sử? Chúng ta có câu thành ngữ là té nước theo mưa và giờ đây thì tất cả sẽ té nước theo xăng. Có lẽ là câu trả lời hợp lý hay chăng? Vâng và câu chuyện thời sự này sẽ được chúng tôi đề cập cụ thể hơn trong ít phút tới. Trước hết thì như thường lệ, mời quý vị cùng đến với phần điểm những thông tin đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng, Lâm Tặc cưa rừng thông rồi đốt hiện trường để phi tang. Nóng trên mặt báo, nỗi sợ té nước theo xăng. Kiên Giang, nông dân đưa dâu tầm kết duyên với đất ruộng. Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên được đưa lên mặt trăng. Mở đầu chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý thính giả, từ đầu năm đến nay, hàng trăm cây thông ba lá hơn 20 năm tuổi tại lô A3 khoảng 1 tiểu thu 263B. Đây là lâm phần do Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà. Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai chi nhánh Lâm Đồng trồng và quản lý bảo vệ hiện nay đã bị chặt hạ chôn lấp để lấn chiếm đất lâm nghiệp. Và đáng chú ý, sau khi bị phát giác, nhóm lâm tặc đã quay lại hiện trường để phi tan. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Tại hiện trường, một chiếc máy múc vẫn còn đang nổ máy. 41 cây thông đường kính từ 15 đến 40 cm bị cưa hạ sát mặt đất. Phần thân những cây thông được cắt ngắn, đưa xuống vườn cà phê cách hiện trường khoảng 20 m. Các đối tượng phá rừng còn mở một con đường dài trên 70 m, rộng 2,5 m trên đất lâm nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà đã giao công an huyện phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án phá rừng lớn đất tại đây. Ông Vương Hoàng Trụ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, chi nhánh Lâm Đồng cho biết. Trên cái diện tích bị thiệt hại này là 1.380 m2 là có 4, hiện tại có 41 góc thông còn tại hiện trường. Còn Lâm Sản đã mang ra khỏi hiện trường khoảng 15-20 m Trước thực trạng phá rừng diễn biến phức tạp tại các địa phương, ngày 17 tháng 2, tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó nhấn mạnh việc nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm trách nhiệm chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã, trong việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, khoáng sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hậu, 25 tuổi quê Bình Định, về tội cướp tài sản. Đáng chú ý bị hại lại chính là con nợ của hậu. Theo điều tra, hậu ra Đà Nẵng làm thợ hồ cùng thuê phòng trọ ở quận Liên Chiểu với hai đồng nghiệp đồng hương là Mai Quốc Thắng 25 tuổi, Quỳnh Thanh Tín, 24 tuổi. Gần đây hậu phát sinh mâu thuẫn với Tính và Thắng do xung đột trong quá trình cùng ở trọ nên hậu muốn đòi lại số tiền nợ mà hai người trên đã mượn mình. Chiều ngày 3 tháng 3 khi đi làm về, hậu trực tiếp nói chuyện lấy lại tiền với tính và thắng thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, hậu rút con dao dài khoảng 25cm giấu trong người ra tấn công, đâm một nhát vào lưng thắng, sau đó cướp chiếc xe máy của nạn nhân, bỏ trốn về Bình Định. Tiếp nhận điều tra, công an quận Cẩm Lệ truy xét vào Bình Định bắt được hậu khi anh đang làm thợ hồ tại một công trình. Chuyên mục Nóng trên mặt báo Thưa quý vị giá xăng dầu trong nước đã có mức tăng mạnh nhất trong lịch sử dù liên bộ công thương tài chính đã chi 750 đến 1.000 đồng từ quỹ bình ổn xăng dầu cho mỗi lít xăng 1.500 đồng cho mỗi lít xăng diesel theo đó mặt bằng giá bán lẻ trong nước với xăng RON 95 đã lên sát 30.000 đồng một lít xăng E5 RON 92 là 28.980 đồng còn dầu diesel là 25.260 đồng đây là các mức giá cao nhất từ trước đến nay Vâng, so với giá xăng dầu hồi đầu năm 2022, mức tăng giá 5 đến 8.000 đồng một lít một ký ấy sẽ tương đương với tỷ lệ từ 27 đến 44% tăng gần 50% chỉ trong khoảng hơn 2 tháng. Đây rõ ràng là một cú sốc thực sự đối với rất nhiều ngành nghề, đối với cả nền kinh tế, cả cuộc sống của người tiêu dùng nữa. Và cú sốc này cũng không khó đoán, thậm chí là một logic, đó là tất cả các mặt bằng sẽ đều tăng giá câu thành ngữ té nước theo mưa giờ có thêm một phiên bản mới, đó là té nước theo xăng. Chỉ số giá tiêu dùng CPI 2 tháng đầu năm là một nhãn tiền. Với 5 lần tăng giá xăng, CPI đã tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước. Giá xăng dầu tăng cao đã khiến cho 10 nhóm trong rổ hàng hóa tính CPI đều tăng. Giá ga cũng thiết lập kỷ lục khi tăng tới 3,5% trong đó thì riêng vận tải hàng hóa đường bộ tăng tới 3,29%, thậm chí là giá vé tàu hỏa tăng tới 7,95%, hàng ăn, dịch vụ ăn uống, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, cái gì cũng tăng và tất nhiên đầu cuối của việc tăng giá nạn nhân cuối cùng của chuỗi giá không ai khác chính là người tiêu dùng, là người dân những người đang tính đếm từng xu sau hai năm khủng hoảng vì dịch bệnh xăng dầu nóng không chỉ về giá, về nguồn cung mà còn về chiết khấu hoa hồng rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu kêu đang lỗ hàng ngàn tỷ đồng vì chiết khấu hoa hồng về không, nhưng vẫn phải hoạt động để đảm bảo đủ nguồn cung cho thị trường. Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội cho hay, trong công thức tính giá cơ sở thì doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hiện đang được hưởng chi phí và lợi nhuận với mức là 1.300 đồng một lít. Tuy nhiên, giá cơ sở bao gồm giá xăng thành phẩm thế giới thuế phí đã dược giá bán lẻ trong nước khoảng 3.800 đến 4.000 đồng một lít, còn dầu thì gần 5.000 đồng một lít. Chưa kể là vẫn phải trích qua hồng cho các đại lý. Và mới đây thì Bộ Công Thương cũng đã kiến nghị giảm thuế bảo vệ môi trường ở mức 50%, tức là mức thuế sẽ giảm từ 500 đồng đến 2.000 đồng một lít hoặc là một ký xăng dầu mỡ. Cho dù ý kiến này đã giảm được gấp đôi so với mức thuế mà Bộ Tài chính đề xuất, nhưng xét ra thì vẫn chưa bằng mức độ ảnh hưởng của chỉ một lần tăng giá. Theo các chuyên gia, có lẽ đây không phải là lúc tính toán chi ly theo kiểu đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành nữa, khi mà xăng dầu vẫn là đầu vào của cả trăm ngành kinh tế là yếu tố đẩy làm phát hàng số một. Vâng và kính thưa quý vị, chỉ 2 tháng đầu năm nay thôi, dù có sự hỗ trợ rất lớn từ chính phủ, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể phá sản đã lên tới 32.700, tăng 51,3%, tức là hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đó chính là một chỉ dấu cho thấy là sức chịu đựng đã tới ngưỡng, kể cả đối với những doanh nghiệp đã tồn tại thoi thóp qua đại dịch. Còn người dân 2 năm rồi và cả năm nay nữa vẫn chưa hề được tăng lương, dấu chỉ để bù đắp lạm phát liệu họ có còn đủ sức để chịu thêm một cú sốc này nữa hay không. Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý tín giả, trong khi giá xăng dầu kéo theo giá hàng hóa thực phẩm cũng tăng đã khiến cho người dân vô cùng lo lắng, thì tại Hậu Giang những ngày qua, giá dịch thương phẩm tiếp tục tăng lên, khiến cho người nuôi vô cùng phấn khởi, đã phần nào giảm bớt áp lực giật giá leo thang trong thời gian này. Theo ghi nhận thì những ngày qua thương lái thu mua dịch thương phẩm ở Hậu Giang tiếp tục tăng từ 1 đến 2.000 đồng một ký, hiện dao động ở mức 37-38.000 đồng một ký, tăng hơn 3.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước. Theo thống kê tại huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang thì hiện có tổng đàn dịch trên 502.000 con, trong đó thì dịch đẻ chiếm 230.000 con, còn lại là dịch thịt thương phẩm. Dịch thịt thương phẩm được nuôi trong trang trại chiếm khoảng 102.000 con. Còn lại là bà con nuôi theo quy mô hộ gia đình từ vài chục đến vài trăm con theo hình thức cho ăn đồng kết hợp với lại ăn thức ăn. Theo bà con nuôi dịch nơi đây cho biết thì trung bình dịch nuôi 3 tháng sẽ xuất chuồng với trọng lượng đạt từ 2,8 đến 3 kg. Chi phí sản xuất thì khoảng 30.000 đồng một kg. Với giá bán như hiện nay thì trung bình một con dịch xuất bán trừ hết chi phí, người nuôi thì cũng còn lời khoảng 21.000 đồng. Thưa quý vị, khi nhắc đến dâu tầm thì chắc chắn quý vị sẽ nghĩ ngay đến việc loại trái cây này chỉ có thể trồng ở xứ lạnh đúng không ạ? Thế nhưng có một anh nông dân ở Kiên Giang đã có một cách làm sáng tạo, đó là kết duyên dâu tầm với đất ruộng, nơi mà được cho là thời tiết nóng hơn. Và nhờ đưa cây dâu tầm về kết duyên với đất lúa rồi kết hợp trồng sen canh với cây cà na thái, mô hình này đã mang về nguồn thu nhập khá cao ổn định cuộc sống gia đình. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây về mô hình nông nghiệp thú vị này ở Kiên Giang. Vì trồng lúa giá cả bấp bênh, bỏ nhiều công chăm sóc, nên anh Ngô Phú Vinh đã mạnh dạng chuyển đổi trồng cây dâu tầm, kết hợp trồng sen canh với cây cà na thái phát triển kinh tế gia đình. Cây dâu tầm phát triển nhanh, trái say, vị trái ăn ngon ngọt, nên sản lượng có bao nhiêu, gia đình anh cũng không đủ để bỏ mối cho các tiểu thương ở chợ thành phố Rạch Giá. Anh Ngô Phú Vinh, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chia sẻ đất Cái lâm là tại bạn có đi thăm đi tham quan du lịch vườn dâu hai thượng ở trên an giang á thấy vườn dâu cảnh nó trồng nó cũng trái dữ dằn mình có định mua về một chục nhánh thôi, trồng thử thôi trồng thử về thấy trồng thấy đất mình phù hợp với cây dâu này nè rồi mình mới là chiếc nhánh ra nhánh ra mình nhân ra từ từ giờ mình trồng cả thật có thể năm nhánh rồi năm trăm nhánh giờ mình tính định trồng thêm vài nhát vài trăm nữa Cây lớn bình quân 3 tháng, anh Vinh sẽ thu hoạch trái và mỗi lần anh hái được từ 15 đến 20 kg dâu tươi, thu hoạch kéo dài hơn 10 ngày. Đồng thời, ngoài bán trái dâu tươi với 50.000 đồng 1 kg, thì anh Vinh còn làm ra rượu dâu, dâu sấy khô và si rô dâu tầm bán với giá 50.000 đồng 1 keo. Anh Ngô Phú Vinh, vườn An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết thêm. Nó trồng theo trồng như là cây này cây kia là có thấy dâu tầm mà thấy nếu mà trồng thấy nó ngon tầm cây kia tại vì nó cũng nhẹ chăm sóc hơn nè cái giá nó bán cũng có ổn định hơn mấy mấy cái loại hàng, hàng kia vụ vụ hàng kia lên xuống thường hôm này là giá định trăm ngàn là giá là nằm hoài nó không có lên xuống khi lên không có xuống được tại vì hàng đây giờ giá này chỉ ơn tôi thấy ơn tôi trồng thôi chứ ai ai trồng được cái cây này nè, cái, cái dâu này à, tôi thế này tính để một hai năm cho cây nó lớn lên ha là tôi sẽ định là mở cái du lịch sinh thái cho những bà con này thông quan cái vườn này tôi nè tôi tôi, tôi cây bự lên là mình thả mặt sinh thái Ngoài dâu tầm, anh Vinh cũng còn trồng thêm cà na thái. Hiện cà na nhà anh cũng cho trái và thu hoạch bán với giá là 25.000 đồng 1 kg. Từ mô hình kết hợp dâu tầm với cà na này, anh Vinh cho rằng kinh tế mang về khoảng 200 triệu đồng mỗi năm, cao gấp 4-5 lần so với trồng lúa. Tới đây, anh sẽ chiết thêm nhánh và trồng hết diện tích, góp phần ổn định kinh tế của gia đình mình hơn nữa. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Kính thưa quý vị, những ngày qua thì Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành quy định tạm thời các trường hợp F0, F1 không triệu chứng được đến cơ quan đơn vị doanh nghiệp làm việc. Quy định này đã giúp giải quyết cấp bách vấn đề thiếu hụt nguồn lao động và giải quyết tất cả các công việc trong cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó thì còn nhận được sự đồng thuận cao từ doanh nghiệp và người lao động. Theo quy định tạm thời của tỉnh Long An, các trường hợp F00 triệu chứng và F1 là người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước và công ty doanh nghiệp đang trong thời gian cách ly theo dõi dẫn được đến trụ sở để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan đơn vị trên tinh thần tự nguyện và phải có sự đồng ý của thủ trưởng hoặc là cấp trên trực tiếp của cơ quan đơn vị. Công ty Hòa Thành chuyên sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, hàng hóa 100% xuất khẩu sang các nước châu Âu, châu Mỹ và một số nước Trung Đông vì vậy khi nhận được công dân đồng ý để các trường hợp f không triệu chứng và f 1 vẫn được đi làm, doanh nghiệp và người lao động rất đồng tình ủng hộ. Ông võ thanh tú giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hòa thành tỉnh long an cho biết doanh nghiệp chúng tôi cũng rất là vui mừng là để kịp thời cái nguồn lao động không bị ảnh hưởng trong có việc sản xuất kinh doanh. ông phạm tấn hòa phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh long an cho biết phải nói là cái cái văn bản của tỉnh là rất rất là kịp thời và chúng tôi đã chỉ đạo ngay cái chuyện đó. Sau khi mà chúng tôi đưa cái văn bản này lên rút hội doanh nghiệp đó, thì rất nhiều cái doanh nghiệp họ chia sẻ và họ đồng cảm với cách làm này. Hiện nay, căn cứ trên tình hình diễn biến dịch bệnh, Long An tiếp tục là địa phương tiên phong để F0, F1 tham gia làm việc, khẳng định sự linh hoạt cởi mở trong quản lý điều hành của chính quyền địa phương, khẳng định chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp. Kính thưa quý thính giả, rất nhiều người sau khi mắc COVID-19 thì đã mắc phải một số hội chứng như ho, khó thở, tức ngực, mất ngủ hoặc stress. Trước thực trạng như vậy, nhiều bệnh viện trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã kích hoạt phòng khám và khoa điều trị hậu COVID-19. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chị Nguyễn Thị Trâm, phố Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho hay. Cũng thấy nhiều chuyên gia, các bác sĩ cũng nói là sau khi mà có những người mà bị Covid xong á, hay bị hậu covid là cũng bị phổi mờ rồi là trắng phổi các thứ mình cũng lo tại vì mình bị ho rất là nhiều Hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt đối với những người đã từng bị nhiễm bệnh. Phòng khám hậu COVID-19 của Bệnh viện Thanh Nhàn trung bình mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân tới khám. Bác sĩ Nguyễn Thu Hương, trưởng đơn nguyên chống dịch Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội cho biết. Chủ yếu cái triệu chứng hay chúng tôi hay gặp là bệnh nhân rất là mệt mỏi, hụt hơi, khó thở và tức ngực. Đấy là những cái triệu chứng mà hậu Covid chúng tôi hay gặp nhiều nhất và cản trở rất nhiều trong cái vấn đề sinh hoạt của bệnh nhân, cản trở trong vấn đề sinh hoạt cũng như công việc và cái giảm cái độ tập trung trong công việc. Theo khuyến cáo của bác sĩ, sau test nhanh âm tính khoảng 5 đến 7 ngày, bệnh nhân nên tái khám ở các cơ sở y tế để tâm soát những vấn đề hậu Covid-19, đặc biệt là vấn đề rối loạn đông máu và tắc mạch ở những bệnh nhân sau khi mắc Covid. Với trẻ em, một số hội chứng như tổn thương hệ thống có thể khởi phát sau Covid-19, vì thế nhiều gia đình quan tâm và tái khám cho trẻ sau khi kết thúc điều trị Covid-19. Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới đáng chú ý. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây thì nhiều du khách đã tìm đến vùng biển thuộc thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc để được chứng kiến một hiện tượng tự nhiên kỳ lạ. Đó là khi nước biển khuấy động nó sẽ phát ra ánh sáng màu xanh dương, được gọi là giọt nước mắt xanh. Theo các nhà khoa học, hiện tượng giọt nước mắt xanh xảy ra khi trong nước biển có sự xuất hiện của loại tảo Noctiluca scintillans. Chúng chỉ lộ ra khi nước bị khuấy động vẻ đẹp kỳ lạ của những dòng nước phát sáng đã thu hút nhiều người hiếu kỳ đến để được tận mắt nhìn ngắm và tìm hiểu. Đây không phải là vùng biển duy nhất có hiện tượng giọt nước mắt xanh, mà trước đây thì ở một số địa phương khác của Trung Quốc và trên thế giới cũng đã từng xảy ra hiện tượng tương tự. Tuy tạo Noctiluca scintillans tạo nên hiện tượng trông có vẻ đẹp, nhưng chúng lại gây hại cho nhiều loại sinh vật biển cũng như con người. Còn tại thành phố cảng Progreso của bang Unitas của Mexico, có một bãi biển rất đặc biệt vừa được mở. Bãi biển này có tên là Big, dịch sang là con heo, bởi đây là đối tượng chính thường xuất hiện trên bãi biển. Giới chức địa phương đã thành lập bãi biển con heo sau khi phát hiện và cứu giúp những con heo mồ côi chỉ mới vài ngày tuổi đi lang thang trên bãi biển. Kể từ đó đến nay, những con heo dễ thương này được nuôi và chăm sóc rất tốt trong chuồng riêng. Vào mỗi buổi chiều, chúng được thả ra bãi biển để bơi lội, nô đùa. Ông Diego Leon, cảnh sát môi trường ở thành phố Proviso đã cho hay, khi những con heo không thích bơi lội dưới biển nữa, ông cùng với những người đồng nghiệp sẽ đưa chúng vào trong cabin tắm nước sạch cho ăn uống, thưởng thức những loại trái cây, rau cải yêu thích. Không chỉ có vậy, nhóm của ông còn thoa kem dưỡng thể dầu dừa lên da của chúng để giúp chúng cảm thấy thoải mái rồi đưa về chuồng. Theo kế hoạch, những con heo sẽ được nuôi ở đây cho đến lúc trưởng thành và sau đó chúng được đưa đến nơi khác phù hợp hơn. Thưa quý vị, một nghệ sĩ người Anh tên Sacha Safi đã có một tác phẩm nghệ thuật hết sức đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ đó là tác phẩm nghệ thuật chính thức và là đầu tiên trên hành tinh sẽ được phóng lên mặt trăng vào cuối năm nay. Tác phẩm nghệ thuật này được giới thiệu tại hội trợ Dubai Expo 2020 vừa qua và cũng đã trải qua nhiều tháng thử nghiệm nhằm đảm bảo tác phẩm có thể chịu được nhiệt độ khắc nghiệt khi lên đến mặt trăng. Tác phẩm mang tên Chúng ta cùng nhau trỗi dậy dưới ánh sáng của mặt trăng là một tấm bản hình vuông quả tiết bằng vàng và được cắt bằng tia laser. Spacebit, một công ty phát triển công nghệ không gian, dự đoán chất liệu của tác phẩm này có thể giúp nó tồn tại vĩnh viễn trên mặt trăng và chịu được nhiệt độ tới từ âm 173 độ đến 123 độ C. Liên tục chương trình Cà phê không đường, nỗi lo tái nhiễm Covid-19 Một vụ cướp xe không thành Chưa một chuyện ngày mới, độc đáo cá trê vượt cạn Chuyên mục Cà phê không đường Thưa quý vị và các bạn, nỗi lo mắc Covid chưa qua thì nỗi lo hậu Covid đã tới và chưa dừng lại ở đó, nhiều cụ F0 còn thấp thỏm nỗi lo tái nhiễm. Nếu như trước đây, mọi người thường đùa nhau, đã mắc COVID-19 rồi là sẽ bất tử hay có thể miễn dịch suốt đời? Nhưng thực tế, những ngày qua số bệnh nhân tái nhiễm đã gia tăng. Thế thì tại sao lại như vậy? Khi tái nhiễm diễn biến sẽ nặng hơn hay nhẹ hơn? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Từng mắc COVID-19 vào ngày 7 tháng 1 vừa qua, chỉ chưa đầy 2 tháng sau, bé Cao Phong 8 tuổi ở Hà Nội đã tái nhiễm lần hai. Những kỹ năng tự theo dõi sức khỏe khi cách ly trong phòng được bé thực hiện thông thạo. Cháu Bùi Hữu Cao Phong, quận đống Đa, Hà Nội cho biết. Ờ, lần đầu thì cháu thấy uh, rất là mệt, uh, sốt cao, đau đầu. Uh, còn lần này cháu chỉ uh, hơi mệt, mạt mũi, rát họng thôi ạ. À. Mới bị nhiễm Covid-19 lần đầu nhưng thấy em trai mình tái nhiễm bé Hải Linh cũng không khỏi lo lắng việc nhiễm Covid-19 nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập và cuộc sống. Cháu Bùi Hà Hải Linh, quận Đống Đa, Hà Nội cũng cho biết. Cháu cũng cảm thấy rất là mệt khi mà bị nhiễm bệnh. Thì cháu cũng lo là nếu như mà khi mà cháu khỏi rồi thì cháu có bị lại lần 2, lần ba nữa không? Các chuyên gia cho biết có nhiều nguyên nhân để lý giải về tình trạng tái nhiễm COVID-19. Ở mỗi người, cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2. Mặc dù vậy, lượng kháng thể sinh ra cũng khác nhau, phụ thuộc vào cơ địa, bệnh nền. Do đó, nếu kháng thể không đủ mạnh, khi người khỏi bệnh chủ quan không tuân thủ 5K thì tiếp xúc F0 mang biến chứng mới sẽ có nguy cơ tái nhiễm. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khuyến cáo những cái người đã nhiễm những cái chủng cũ ấy, mà khi đối diện với Omicron thì khả năng mà bị tái nhiễm là rất cao có những người thì chỉ có vừa mới khỏi sau khi mà nhiễm cái chủng trước đây tức là chủng Delta thì chỉ trong vòng có một tháng thôi lại bị tái nhiễm với Omicron và cái điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi vì cái miễn dịch bảo vệ đối với cả Delta nó không làm việc đối với cả Omicron. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người dân khi đã từng mắc COVID-19 tuyệt đối không được chủ quan vì hoàn toàn có khả năng tái nhiễm và khi tái nhiễm thì vẫn có khả năng lây nhiễm cho cộng đồng. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông tin thêm. Khi lây nhiễm, virus có cơ hội được biến đổi và nó sẽ biến ra cái chủng mới hơn, nguy hiểm hơn và lây nhiễm dễ dàng hơn. Đấy chính là cái lý do tại sao chúng tôi vẫn khuyến cáo rằng dù chúng ta có nhiễm rồi thì chúng ta cố gắng tránh để chúng ta không bị tái nhiễm. Thế tuy nhiên nếu mà tái nhiễm thì cũng không quá lo lắng bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta đã có một cái nền miễn dịch khá là tốt để bảo vệ chúng ta. Và vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể là tránh được những cái tình huống trở nặng và nguy kịch. Như vậy những người đã từng mắc COVID-19 tuyệt đối không được chủ quan, ý thức phòng bệnh vẫn luôn là lá chắn chống dịch hiệu quả quý vị nhé. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là thông tin nóng vừa cập nhật. Thưa quý vị, nhận cú đá trời giáng từ chủ nhà, đối tượng ngã nhào xuống đường rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng sau đó thì cũng đã bị tóm gọn. Tình huống gây cấn này đã được camera an ninh nhà dân tại tỉnh Bình Dương ghi lại và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội gây xôn xao. Và theo như hình ảnh từ đoạn clip được chia sẻ thì một đối tượng đội nón bảo hiểm tiến vào trong nhà dân bên đường với ý định xấu. Khi tên này vừa chạy ra ngoài, nhảy lên xe định tăng ga tẩu thoát thì bị chủ nhà đuổi kịp. Người đàn ông phi ra như bay tung cú đá thẳng vào kẻ gian khiến cho cả người và xe ngã nhào. Ngay cả người đàn ông cũng ngã lăn xuống đường. Đối tượng ngay lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy thì bị người đàn ông tóm chặt lấy áo. Tên này cũng vội cởi áo hồng chạy thoát thân. Tuy nhiên, đối tượng vẫn bị người đàn ông tắm cổ tại trận. Chứng kiến sự việc thì một số người đi đường cũng dội chạy lại giúp bắt giữ kẻ xấu, đánh cho một trận như tử. Thưa quý vị, các đối tượng trộm cắp hiện nay vẫn rất thoải mái xông vào các khu nhà ở để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, nhưng hầu như chẳng ai quan tâm đến sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt. Vụ việc xảy ra sau đây tại khu vực thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là lời cảnh báo đến mọi người về ý thức bảo quản tài sản tại các khu dân cư đông người, khu trọ phức về tình hình an ninh trật tự. Vụ việc xảy ra tại tỉnh lộ 43, khu phố 2, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hai đối tượng đã xông vào khu nhà ở thản nhiên, một tên đứng canh, tên còn lại bẻ khóa xe máy rồi nhanh chóng biến mất. Ghi nhận vụ tiếp theo tại phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Lúc này tại khu trọ, hai nam thanh niên đã dùng khổ nhục kế, đứng khá lâu, giả vờ nghe điện thoại. Sau đó một tên đã câu dây điện xe máy trắng bạc đen, mang biển kiểm soát 47H1-68985. Một thời gian khá lâu nhưng chẳng ai can thiệp, rồi hắn quay xe chạy vọt đi. Còn tại Công an phường Phước Long A thì đang phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh truy xét đối tượng đột nhập dãy trọ trộm tài sản một cách bình thản. Theo hình ảnh từ camera an ninh thì một đối tượng nam ngoài 30 tuổi đi xe tay ga tới dãy trọ trên đường 26, phường Phước Long A. Sau một lúc quan sát thì người này để xe giữa đường rồi ngang nhiên đi vào chọn một phòng trọ đang khóa ngoài rồi cậy cửa một cách dễ dàng. Đối tượng sau đó vào trong lục lọi khắp nơi từ dưới nhà cho tới trên gác trong tủ quần áo. Khoảng 10 phút sau đối tượng rời đi với chiếc laptop trên tay. Theo nạn nhân của vụ việc cho biết tài sản bị mất gồm một laptop, một điện thoại di động, một đồng hồ, một chai nước hoa đắt tiền và vài triệu đồng tiền mặt quý vị thân mến mới đây nhà vườn thành tâm thuộc khu du lịch cồn sơn quận bình thủy thành phố cần thơ đã mang đến cho du khách một sản phẩm du lịch vô cùng độc đáo chỉ có duy nhất tại cần thơ đó là trình diễn cá trê vượt cạn du khách đến đây không khỏi ngạc nhiên vì sự thú vị và lạ mắt khi lần đầu tiên được nhìn thấy một cách cho cá ăn vô cùng độc đáo so với cách ăn thông thường chuyên mục chuyện ngày mới hôm nay mời quý vị cùng về xứ tây đô để khám phá cách cho cá ăn độc đáo này hay còn gọi là cá trê vượt cạn quý vị nhé anh Nguyễn Thành Tâm là người sáng tạo nên sản phẩm du lịch cá trê vượt cạn cho biết, anh đã mất 4 tháng để huấn luyện đàn cá để chúng có thể trình diễn kỹ năng này. Ban đầu anh nuôi thử nghiệm khoảng 700 con cá trê, do cá trê có tập tính sống ở tầng đáy, khá nhút nhát nên lúc đầu anh phải tập cho chúng ăn ở gần bờ. Đến khi thấy cá dạng dĩ hơn, anh mới để thức ăn xa hơn, rồi đến khi chúng thật sự quen hơi thì anh bắt đầu rải thức ăn trên tấm xốp để chúng tự nhảy hoặc trường lên để ăn hiện anh Tâm đang sở hữu hai vèo cá trê với hàng trăm con đã quen với cách ăn mới này. Anh Nguyễn Thành Tâm, chủ nhà vườn Thành Tâm, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết: thì cái quá trình con cá này á, thì mình khi mà mình muốn làm được như thế là mình phải chọn những con giống nha. Tuy nhiên là chọn những cái con giống mà cho nó khỏe, dài, có đôi kỳ rồi cho đẹp, nó mới vượt lên nổi. Thì cái đàn cá này mình đang ta nhập về là khoảng 2.000 con cá giống nhưng mà mình phải nhập về tới 10.000 con mình lựa ra được 2.000 con đã. đó thì cái suy nghĩ của mình thì luôn luôn lúc nào mình cũng phải làm một cái gì đó mới cho cái du lịch cộng đồng của mình khi đón khách nó sẽ có cái mới mới mẻ để người ta trải nghiệm khi cận cảnh đàn cá trê hàng trăm con cùng nhau vượt cạn dành thức ăn vô cùng mới lạ đã mang đến cảm giác vô cùng thích thú cho rất nhiều du khách. Đặc biệt, du khách có thể tự tay rải thức ăn cho cá để trải nghiệm du lịch thực tế hơn và gần gũi hơn. Chị Nguyễn Lan Hương, tỉnh Vĩnh Long cho biết. À, lần đầu tiên tôi đến du lịch Cồn Sơn thì tôi thấy rất là lạ mắt với cách cho ăn và cách nuôi cá ở đây. Tôi nghĩ đây là một trong những sản phẩm du lịch mới của Cần Thơ. À, sắp tới đây tôi sẽ rủ bạn bè tôi sẽ đến và trải nghiệm ở chỗ này. Theo anh Tâm chủ nhà vườn cho biết, để cá trê đủ sức vượt cạn, cần chọn được con giống tốt, con khỏe, có chiều dài, đuôi và vây phải đẹp mới đủ sức mạnh vượt lên trên. Anh nhập về khoảng 10.000 con cá trê giống nhưng chỉ lựa được ra chừng 2.000 con thôi. Số còn lại ốm yếu, ngoại hình không đạt, khó có thể biểu diễn kỹ năng vượt cạn. Bên cạnh đó, cá trê vượt cạn trước đó chủ nhà vườn thành tâm còn thành công với sản phẩm cá lóc bay và cá lóc bú bình thu hút du khách được biết những con cá được anh tâm huấn luyện để biểu diễn khi cá quá lớn không còn đủ sức biểu diễn nữa thì anh sẽ thả chúng về sông hậu như là cách để bảo tồn nguồn lợi thủy sản chứ không bán không chế biến thức ăn Vâng và kính thưa quý vị thính giả, như vậy là khi đến với nhà vườn Thành Tâm thì vừa được tự tay rải thức ăn cho cá, vừa được ngắm nhìn đàn cá trê trình diễn kỹ năng vượt cạn có 102, thực sự là một trải nghiệm du lịch vô cùng thú vị, mang đến cho chúng ta cảm giác gần gũi hòa cùng thiên nhiên đúng không ạ? À? Và đây chắc chắn sẽ là một nơi phù hợp dành đến cho những ai yêu thích thiên nhiên để trải nghiệm và khám phá. Và câu chuyện thú vị vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị sẽ luôn bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch Covid-19. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.